Kính thưa chị quý vị cùng chị quý đồng đạo, thì để tiếp theo chương trình đọc sấm thi của Đức Thầy ở cái nơi mà thuốc nam dừa cạn của chúng Quay luôn tôi, phải không? Quay phim hả thì chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu bài Hoài Cổ. Kính mời chị quý vị cùng lắng lòng nghe lại lời châu ngọc của tổ thầy. Thì với bài Hoài Cổ này thì mỗi một vị đọc giảng viên đều là được mấy đọc câu cả 4 câu, là bởi vì bài này ngắn mà giảng viên mình bây giờ thì lại đọc mà trời thì đã tối rồi, cho nên mình cũng chia ra cho nó có đều đều. cổ ngắn lắm chú ha. Giải đi, 4 câu được rồi, 4 câu được rồi, dùm ơi. Rồi để dì qua đứng kế chú ba này. Nam mô A Di Đà Bình tâm cách bút tỏ ý lời, xét xem hai chữ dần thời còn sao. Liếc nhìn thế giới càng qua, ngàn môn binh tướng sủa ra chiến trường. Dốc lòng tranh bá đồ dương, đeo câu danh lợi lấp đường nghĩa nhân, gieo điệu tạng khóc cho dân, khiến lòng tăng sĩ băn khoăn lo lường. Tiếc thay đạo nghĩa luân thường, thánh nhân đã vạch sẵn đường từ xưa, để cho quân tử lọc lừa ở ăn hợp lẽ ráng chừa tiểu nhân. Trên vua Minh Chánh cầm cân, dưới quan Liêm Tiết sự phân công bình, quyền cha quản xuất gia đình, dạy con phải phép vàng dình trung. Từ ngày cách mặt cửu trùng, thay đời đổi cách bất tùng thánh tiên, bút lông dẹp giới dễ nghiêng, thế vào bút sắc cùng viên mực tròn. Lần lần xây đạo suy mòn, nam xưa nay cầu hỏi còn mấy ai, nên ta thở vắng than dài, cúi đầu lại Phật niệm hoài mấy câu. Giấc trần mang bộ
sầu đau. Trong ngày chư quốc chư hầu tịnh tâm, đừng gây chánh chiến ồ ầm, để gây hạnh phúc mà tầm Phật tiên. Ta bà thật cảnh phiền, duyên trần câu kết quan khiên báo đời, thiều quang thấm thoát dường tên, mắt dòng sanh tử có nghề bền được đâu. Chi bằng theo học đạo màu, sớm qua khổ hại theo hầu Phật tiên. Tham chi giả tạm của tiền, như chim vào lưới xích xiềng trôi thân. Đọc hai câu còn tính xong mà mối nợ lần phân, tính xong món nợ lần phân, thoát dòng cương tỏ pháp thân nhẹ nhàng. Tiêu diêu đạo đức luận bàn, dân du gió trụ thanh nhàn biết bao. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị phải nói là đọc rất là ăn, hai câu đọc ăn, tập như vậy đó mình đọc ít bị lạc. Dạ, giờ đây chúng tôi xin khép lại chương trình đọc sấm thị của Đức Thầy. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị đã đến tham gia và ủng hộ chương trình cho anh Tùng Quê. Và cũng là cái chúng ta có cái cơ hội để truyền bá cái lời dặn tiếng Ngọc của Đức Thầy để đến với mọi người. Và một lần nữa chúng tôi xin chúc sức khỏe và xin chào tất cả các vị, các cả nhà trong cái YouTube của anh Tùng Quê. Và kính mời quý vị mình trong tràng vỗ tay bế mạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.